Thưa quý vị, mùa xuân biểu trưng cho một sự bắt đầu, là mùa của những lễ hội. Chương trình Gala hàng năm được xem như ngày hội của mỗi cán bộ công nhân viên sang Việt Nam. Mùa xuân cũng là lúc để mỗi doanh nghiệp có thêm những nguồn sinh khí mới, thêm những niềm tin mới cho những sự kỳ vọng mới vào một năm tốt lành. Vâng, năm 2018 cũng là mùa xuân thứ 9 của Sao Việt Nam, với 8 năm nỗ lực vươn mình phát triển, tích nạp những giá trị của thị trường, của xã hội. Khúc Xuân 9 là một điệp khúc mùa xuân, khúc ca hay nhất trong bản nhạc mùa xuân thứ 9 của Sao Việt Nam. Một mùa xuân có dấu ấn của sự chuyển mình, một sự khẳng định về con đường, về nội lực của công ty đã thực sự đạt đến độ chín để tạo nên một sự bứt phá, một sự thay đổi ấn tượng trong toàn hệ thống. Để nối tiếp không khí đón xuân mới đang về trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với một bài ca với giai điệu hào hùng, khí thế đến từ tập thể cán bộ công nhân viên mang tựa đề Hạnh Phúc Sao Việt Nam. Đi Nova, không biết năm nay đi một phương tiện gì. Ta mừng Ngọc Hoàng
Thần nhìn thấy bãi đỗ xe của thiên đình, thiên lôi đang sắp xếp xe. Thần nhìn thấy toàn răng râu bơ. Năm qua dưới hạ giới là kinh tế phát triển, các táo anh có điều kiện mua sắm ạ. Dạ mong vào. Năm nay là nhiệm kỳ đầu tiên của các táo lên chầu. Thần thấy các táo hăng hái và phấn khởi lắm ạ. Thằng lắm ạ. Các táo đang rất là hăng. Thằng lắm ạ. Lúc mời các táo bảo đi ta cũng đang hăng đi. Dạ. Ô áo y gương đâu? Gọi gì đấy bà? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Thần gọi theo cải cách tiếng Việt ở dưới hạ giới mới ạ. Mà thần đọc mà cũng éo hết cao mà. Rồi rồi rồi, gọi là cái cũ đi. Dạ. Cho táo thị trường vào châu. Nghe thấy bài hát gì hay hay, khí thế quá, hào hùng quá. À Quỳnh cũng không để ý. Hào hùng lắm không? Hào hùng không? Biết bài gì không? Bài gì? Hành khúc sang Việt Nam đấy. Đấy ạ. Ngọc Hoàng đã cho chỉ thị mở hành khúc sang Việt Nam vào trước giờ làm việc và trong giờ nghỉ trưa cho các cán bộ thiên đình nghe để có khí thế làm việc. Đấy ạ. Cha trách mọi làm lên thiên đình ngồi đợi yêu hết ca mắt. Năm nay thấy khí thế hào hùng quá. Khá đúng không? Khí thế không? Tí nữa ta đưa cái USB nhớ có cho ta cái bài gì nhỉ? À đấy là bài hành khúc sao Việt Nam. À có cho ta bài đấy, ta mang về dưới hạ giới, ta mở cho bản dân thiên hạ nghe cho nó mát, có khí thế làm việc. Tôi chuẩn bị mà báo cáo đây quá đấy, Ngọc Hoàng đang đợi rồi đấy. Từ mất thời gian quá. Dạ Ngọc Hoàng thu dây số tặng dây số đấy. Ngọc Hoàng xin lỗi thần đi ạ. À, thần xin lỗi. Dùn quá, đầu óc bốc ná bốc số với má lên là thần xin lỗi Ngọc Hoàng, vạn tuế ạ. À. Ta cho miễn nhiệm. Ê chết. À ta nhầm, ta cho miễn lễ. Dạ, ta Ngọc Hoàng à. Dùn quá, suy nghĩ. Có gì báo cáo đi. Suy nghĩ, biết báo cáo gì bây giờ? Có gì trong năm qua rồi, bật báo cáo đi. Dùn quá. Báo cáo chị đầu. Cả một năm rồi, chứ không chuẩn bị được cái báo cáo này lên đi. Chị nhắc cho tôi, tí nữa tôi có... Có gì? Tí quả, châu. Quả gì? Được. Ta thấy năm vừa rồi ngươi tổ chức ra mắt những cái sự kiện gì nó to ấy. À. Ở đấy thì kỹ đi báo cáo như gì. Nhớ rồi. Cảm ơn chị nhá. Tí nhận quà nhá. Dạ, bậc Ngọc Hoàng. Năm vừa qua, thần đã cho tổ chức một chuỗi các sự kiện ra mắt các dòng sản phẩm sơn gỗ cao cấp. Đặc biệt, dòng sản phẩm sơn gỗ G8 Platinum của công ty cổ phần Sao Việt Nam. Với mục tiêu giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, thần còn tham gia nhiều chương trình tài trợ liên quan đến việc phát triển làng nghề, với những hoạt động tư vấn chuyên sâu nhằm giúp người dân sử dụng an toàn, thân thiện với môi trường. Và cái sản phẩm này thần nghĩ là cái sản phẩm có sức cạnh tranh với các mặt hàng nhập ngoại. À, táo thị trường dưới hạ giới năm qua ta thấy đang đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm xanh sạch, nhất là đối với ngành công nghiệp hóa chất. Với sản phẩm cao cấp như sơn gỗ G8 Platinum, người phải tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn cho người dân biết cách sử dụng. Người đã làm chưa? Cái này làm được. Dạ, bậc Ngọc Hoàng, không cần tào nhắc ạ. Năm vừa rồi thần đã cho phổ biến bản rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước về sản phẩm G8 Platinum, sơn kim loại Indupen và nhiều dòng sản phẩm chất lượng để bà con có sự lựa chọn tốt nhất ạ. Với sự triển khai đồng loạt như vậy ạ, là thần thấy là cái sản phẩm thần đang phát triển là được bà con biết đến và sử dụng nhiều hơn ạ. Dạ. Bà Ngọc Hoàng, để giới thiệu và báo cáo về cái sản phẩm thần đang phát triển thì thần xin Ngọc Hoàng cho Tào và Đậu lên tham gia cái phần thi câu hỏi trắc nghiệm vô cùng hấp dẫn của thần ạ. Đại thi à? Đại thi chơi mà báo cáo mà chơi à? Được, ta đồng ý. Dạ. Mời Tào Đậu đầu đồng ý. Tưởng không? Tưởng ạ. À, thần xin phổ biến luật chơi như sau. Phần thi là gồm 1.000 câu hỏi. Có nhiều thế? Nhiều. Nhưng mà thần sẽ chọn ra 3 câu hỏi để xem sự thông minh của Tào và Đậu, xem sự hiểu biết có
ai là người sẽ người là người thông minh hơn học sinh lớp 5. Ui, cái lớp 5? Phần thưởng là gì đấy? Phần thưởng là một phần quà rất giá trị. Ai là người thắng cuộc là sẽ là nhận được 100 triệu. Nhiều chứ, cao mà đế nói. Ui, phần thưởng 100 triệu như là 100 triệu và tràn pháo tay của quý vị ở bên dưới nhá. Trời ơi. Dạ, thần xin đọc câu hỏi thứ nhất ạ. Mày chơi trộn ghê như thế. Câu hỏi thứ nhất, đâu là tính năng ưu trội của nhãn hiệu sơn gỗ? A. Lớp ghim nhanh. B. Độ phủ cao màng sơn chai cứng. C. Chống lống mốc. D. Kháng hóa chất tẩy rửa. E. Thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. F. Tất cả các phương án chơi. 5 giây bắt đầu. 5 giây rồi. Tôi thấy hết giờ. Mới đầu. Mình là mình thấy cả 5 phương án này đều đúng. Bây giờ chọn cái nào bây giờ thì tôi chúng ta quyết định chọn tất cả các phương án trên đều đúng. Câu trả lời cuối cùng là F, tất cả các phương án trên chính xác. Ui trời ơi, vỗ tay. Rất thông minh, rất thông minh. Hay không phải hay. Câu hỏi thứ hai, nhãn hiệu sơn gỗ cao cấp G8 Platinum chính thức ra mắt thị trường vào thời gian nào, ở đâu? A. 13 tháng 8 2017 tại Thanh Hóa. B. 15 tháng 7 2017 tại Thái Nguyên. C. Mùng 5 tháng 5 2017 tại Đan Phượng, Hà Nội. D. 15 tháng 9 2017 tại Thái Nguyên, sang đây nhìn. Ai tao? Tao hỗ trợ gì không? Ta, bẩm Ngọc Hoàng, chúng tôi không cần cả. 5 giây bắt đầu. Câu này khó à nhé. Câu này ta biết, ta biết. Trả lời đi. Mời tao. Ta nhớ hôm giảm tháng 7, xã tội vong nhân. Ta đã có đi vi hành qua nơi đó. Và ta ngửi thấy mùi cỗ. Không mời à, mà ngửi thấy cỗ. Ta chọn đáp án 15 tháng 7 tại Thái Nguyên. Câu này âm lịch. Nhưng mà câu hỏi rất là logic. Đáp án cuối cùng là 15 tháng 7 2017 tại Thái Nguyên là chính xác. Đúng không? Đúng. Đã đúng cái trường cỗ này. Thần xin đọc câu hỏi thứ 3. Đâu là tính năng ưu trội của sản phẩm sơn sắt mạ kẽm Midu so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường? A. Không cần chất xử lý tạo bám. B. Không bong chóc. C. Không cần pha thêm dung môi. D. Không làm màu. E. Tất cả các phương án trên. 5 giây bắt đầu. Khỏi cần 5 giây. Thưa Ngọc Hoàng, Ngọc và đám thị trường làm tiền ra tới thật đều biết hết. Được nói 3 câu hỏi chỉ 3.000 câu hỏi thật. Hết giờ. Trả lời nhanh lên. Ta mà trả lời sai thì ta cũng là táo. Có đúng rồi bạn. E là câu trả lời sai. Câu trả lời cuối cùng là F. Xin mời bỏ mũ ra. Đi về. Thôi. Em báo cáo tí thôi ạ. Anh Tào, anh đừng giận. Câu trả lời cuối cùng là tất cả các phương án trên là chính xác. Xin được trả lời đây. Nói chung là thông minh thì nói chung là cũng gần bằng học sinh lớp 6. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, táo thị trường năm nay lên chầu lại còn trắc nghiệm như này nữa. Vừa làm vừa báo cáo và vừa làm trắc nghiệm này là quả là một cái nét đổi mới chấm phá. Mong Hoàng thượng lưu tâm đến các táo sau like nhé. Sau khi ta nghe xong phần báo cáo trắc nghiệm của người, ta đã hiểu hơn thêm một số nhãn hiệu sơn tiêu biểu dưới hạ giới. Và đấy, đấy. Gì đấy? Và ta thấy người dân ở dưới hạ giới, người ta đang phản ánh về cái tình trạng là sản xuất ra mà không có kho bãi để chứa, kho bãi thì chật hẹp. Thế người đã có những biện pháp gì để khắc phục cái tình trạng đó chưa? Hay là mặc kệ người ta nói, người không nghe người ta, kệ người ta nói, người không cần bận tâm. Dạ, không thể để mặc kệ người ta nói được. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, tình hình kinh tế phát triển, sản lượng tiêu thụ cũng tăng gấp đôi năm ngoái, nên tình hình kho bãi dưới hạ giới cũng trở nên quá tải thật nặng. Nhưng Ngọc Hoàng yên tâm, với cái sản phẩm đa dạng của thần, thần đã cho xây thêm nhà máy mới, dự kiến đầu năm 2018 là sẽ đưa vào hoạt động và sản xuất. Lúc đấy là sẽ giải quyết tất cả các vấn đề cơ sở hạ tầng cho người dân ạ. Này ông Trường này,
Tôi thấy ông làm thì làm, báo cáo thì hay. Ông tin tin. Năm vừa qua dưới hạ giới, tôi thấy người dân người ta còn phản ánh rất nhiều về các sản phẩm ở dưới hạ giới. Người giải thích như thế nào? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, cái vấn đề này là năm vừa qua ngoài việc phủ biển tặng để người dân biết đến, thần còn chú trọng sử dụng đến mạng xã hội là Facebook và các cái trang mạng online để truyền tải cái thông tin đến người dân một cách nhanh nhất ạ. Nhờ cái trang mạng này thành đã phát triển thành một cái kênh trao đổi trực tiếp với người dân để lắng nghe những ý kiến của người dân và những phản ánh của người dân, và thần cũng giải đáp tất cả những thắc mắc của người dân để người dân sử dụng một cách an toàn nhất ạ. Tốt. Dạ. Với những gì Táo thị trường báo cáo, ta thấy trong năm qua người cũng có nhiều sự nỗ lực trong các hoạt động theo các mạng truyền thông, kinh doanh, kỹ thuật trong quá trình thực hiện. Ta biết người cũng gặp phải những khó khăn nhất định nên vẫn còn một số thiếu sót. Ta mong rằng với sức trẻ của người sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa vì lợi ích của người dân. Người còn điều gì muốn báo cáo nữa không? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thần xin hết ạ. Ngọc Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế ạ. Cho người lui. Dạ. Cho lui. Cho này đi trước. Thế thì quà ta đâu? Sang năm ta đưa một thế. Ý là bắt thế à? Sang năm. Sang năm nhớ đấy. Cho gọi bà khác vào đây. Dạ. Cho Táo hành sự vào cho. Táo vào và trông chưa? Trời ơi! Các Táo đi ăn tìm một đã chấm vân tay chưa? Xe cộ là xếp cho cẩn thận vào vé xe hay đồ bao mừng. Cái đây đâu mà vân tay với ăn uống gì ở đây? Biết chỗ này có nào không? Nghề nghiệp thì cả năm cũng ngày lên châu nghề nghiệp nào ăn thế. Ôi đồng, khó tính đấy nhá. Có gì? Chào anh Nam Tào. Có gì báo cáo Ngọc Hoàng đi. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế ạ. Thần Táo hành sự xin có lời chào ạ. Ủa, tao vừa thấy gọi Táo hành sự thì tao chưa hiểu. Dạ Ngọc Hoàng, đây chính là Táo hành chính nhân sự ở dưới hạ giới đấy ạ. Thần gọi là Táo hành sự thì nó ăn khó ạ. Thôi được rồi, báo cáo đi. Nhớ báo cáo trung thực, khách quan. Dạ, vâng ạ. Kính thưa Ngọc Hoàng, thưa anh Nam Tào, cô Đáo. Năm vừa qua, tình hình nhân sự dưới hạ giới có một mức tăng trưởng đột biến về cả số lượng lẫn chất lượng. Trong lúc kinh tế phát triển, người người cần phòng, phòng phòng cần người, thì chúng tôi đã tức tốc lập ngay một kênh fanpage trên Facebook để chiêu mộ nhân tài. Kết quả là số lượng nhân sự dưới hạ giới năm vừa qua đã tăng trưởng đến 40% đấy ạ. Không chỉ có thế, chúng thần còn cố gắng nâng cao được cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người dân dưới hạ giới ạ. Nói ghê. Tốt ra, bẩm Ngọc Hoàng, Táo là nhân sự còn gửi mail trước cho chúng thần duyệt rồi mới lên báo cáo sau ạ. Dạ, đúng ạ. Thật là tốt ạ. Không, Ngọc Hoàng có lời xét ạ. Dạ, thưa Ngọc Hoàng. Năm vừa qua chúng thần cũng tổ chức rất nhiều các buổi đào tạo làm sao mà vừa nâng cao được trình độ chuyên môn rồi cả về ý thức tác phong làm việc cho người dân ạ, hướng đến là chân dung một người dân chuyên nghiệp ạ. Dạ Hoàng, Táo hành sự là Táo đi đầu trong công tác chăm lo cho đời sống của nhân dân, nhưng mà ta thấy người làm vẫn còn chưa tốt. Trong năm qua tổ chức sự kiện là lố cổ đúng không? Cái tội mà chỉ điểm cho cái phiếu cả làm cho nó phiếu cả. Dạ thưa Ngọc Hoàng ạ, về công tác tổ chức sự kiện năm vừa qua, chúng thần cũng rất là cố gắng chuẩn bị đồ đạc, cơ sở hạ tầng, rồi về đồ ăn, bữa ăn nước uống cho người dân, rồi bờ la nữa ạ. Bờ la là cái gì hả đồng? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cái từ bờ la ở đây nó bao gồm là rất nhiều thứ ở trong đó. Dạ. Ta vừa nghe thấy Long Tảo nhắc đến phiếu ca. Ta đã từng nghe và từng xây dựng rất nhiều loại phiếu, nhưng ta chưa nghe phiếu ca bao giờ. Ngươi thử nói rõ ta xem. Dạ thưa Ngọc Hoàng, tiện nhắc đến phiếu ca, thần cũng xin giải thích luôn. Phiếu ca giống như một dạng vũ khí bằng văn bản. Ai sai là từ luôn ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cái phiếu ca mà Táo hành chính nhân sự nói, nó là một cái dạng phiếu phạt ở trên thiên đình ta. Những cán bộ thiên đình làm sai là lập xong rồi thiên lôi ra chém mà ta hiểu luôn rồi. Ta hiểu rồi, thằng nào dân tình lấy kêu than nhiều lắm. Dạ Ngọc Hoàng, mà ta cũng chưa hiểu chuyện gì. Người dân dưới hạ giới cũng đè đến hạ chúng yếu cả xuống soi cả lại bạn cũng có ra ngoài làm sao bớt yếu cả đi nhá.
Thế à? Sai thì phiếu ba thôi. Đúng ạ. Nhưng ta nghĩ trên cương vị là một táo đầu ngành về công tác tổ chức hành chính nhân sự, là táo người dân thôi. Với trọng trách nặng nề, ta ghi nhận sự đóng góp của ngươi, nhưng thiết nghĩ với phiếu cao mà ngươi đưa ra cần phải giải quyết cố tình đạt lý, hướng dẫn cho người dân trong trường hợp người dân chưa hiểu thì hướng dẫn cho họ. Ngươi còn điều gì muốn báo cáo lúc không? Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần đến đây cũng xin kết thúc phần báo cáo. Thần xin kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm cho năm tới ạ. Được, cho gọi cáo khác vào. Nói xong mà không ai vỗ tay hết. Các em đâu? Chuẩn bị cho anh hai cái phiếu ca. Ca gì đấy? Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Anh, chị Công à. Thưa anh, năm qua lâu lâu không gặp chẳng này béo tốt thế nhỉ. Khá thế. Chị có chú mắt này. Chị chết. Tới này có cái là bán kiếm tiền cho đầu đi nào mới. Tiền chị chả có nhưng mà tình hình nhiều lắm. Ừ, xui. Thì đâu mà. Rồi, báo cáo đi. Báo cáo đi. Báo cáo đi. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng. Năm vừa qua, thần đã cho bầu lại ban chấp hành công đoàn mới với sức trẻ, khỏe, đầy nhiệt huyết. Năm vừa qua, thần đã làm được rất nhiều các chương trình ạ. Nhưng nổi bật là chương trình Hành trình tỏa sáng ước mơ và viết tiếp hành trình thiện nguyện, chia sẻ, đồng cảm với những trái tim của người dân ở phía dưới hạ giới trong những trận mưa lũ vừa qua đó Ngọc Hoàng ạ. Chào anh này. 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 Sao mà Ngọc Hoàng chị Tám Công Đoàn năm nay lên chầu làm sao ấy ạ? Là không thấy lạ lắm. Mọi người có nhìn thấy gì không? Cảnh nhà cửa tan hoang, những con đường đến trường của các em học sinh làm đầy dẫy những khó khăn. Mùa đông không có áo ấm để mặc. Ngọc Hoàng có nhìn thấy những tiếng khóc ai oán của những gia đình của người thân từ lãng trong trận lũ vừa qua? Những hoàn cảnh khó khăn mà ở trên cao. Người dân chỉ biết than trời, nếu tao mà làm thế. Với tinh thần tương thân tương ai, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Năm vừa qua, thần đã làm được một loạt các hoạt động như sơn lại trường học cho các em học sinh vùng cam, tặng các nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt cũng như trong cuộc sống của các em. Trong năm tới, thần thiết nghĩ thần sẽ làm nhiều công tác từ thiện hơn nữa và tổ chức nhiều những văn thể mỹ cho người dân dưới hạ giới ạ. Ta rất xúc động về phần báo cáo của ngươi. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, đất nước còn khó khăn nhiều, công đoàn khích lệ làm điều thiện tâm, giúp đỡ trẻ em xa gần đang còn hoàn cảnh muôn phần khó khăn. Đời sống nhân dân đủ đầy, chế độ đãi ngộ mỗi ngày một cao. Kính chúc năm mới tới đây toàn dân ta gặp hái đầy thành công. À, cho tất cả các táo vào. Rồi Lôi ơi, cho mời các táo vào đây. Trong năm qua, biết tình hình mưa lũ rất nhiều, gây thiệt hại và khó khăn cho người dân ở dưới hạ giới. Như sơn thì chậm khô, con người gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng ta không có cách nào ngăn cản được
khi con người đang tàn phá, thiên nhiên ô nhiễm, khí quyển, đất nước của chúng ta thì vẫn chưa được cải thiện, dẫn đến hiện tượng hiến nhân xấu, đó là điều tất yếu. Giờ đây ta kêu gọi các táo hãy cùng chung tay chung sức tuyên truyền về việc bức thiết bảo vệ môi trường sống của chúng ta tránh biến khỏi khí hậu. Táo có đồng ý không? Chúng ta đồng ý ạ. Và phần báo cáo của các táo, ta thấy trong năm qua các táo có nhiều sự đổi mới hơn mọi năm. Với những kết quả đạt được, ta mong các khanh hãy phát huy tinh thần này, chia tay năm cũ và đón chào xuân mới, một mùa xuân với một sự chuyển mình của toàn bộ thiên đình, từ quan cảnh, từ con người đến tất cả các hoạt động. Ta mong muốn xuân tới sẽ là một mùa xuân chín về quy mô, số lượng, chất lượng thiên đình và giới hạn giới. Ta xin chúc cho người dân và các táo một năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Chúc cả nhà hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Còn lại những thương yêu.
chỉ còn đọng lại những điều thật hay.
đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong mây xanh chiều mưa buồn ngăn dòng lệ tình kiếp mẹ đầu bi Yeah.